cuối 13 năm nay, tôi trong một cái buổi mừng Chúa Giáng sinh ở sân vận động Mỹ Đình á. Lúc đấy là đã ly dị chồng 12 năm vì chồng bị nghiện ma túy. Thế trong một cái đêm đấy thì đêm 24 tháng 12 năm 2009 thì sân vận động Mỹ Đình làm cái buổi truyền giảng rất là lớn. Thế thì thấy rất là nhiều người người ta được giải cứu khỏi nghiện ma túy, người ta anh chị người ta anh em người ta đứng lên người ta làm chứng là tôi trước đây là một người nghiện ma túy, bây giờ tôi được khỏi rồi này, Chúa chữa lành cho tôi này, mà không phải bằng cái thuốc men, không phải bằng cái gì, chỉ bằng cầu nguyện Chúa thôi. Nhưng mà tôi khao khát lắm, tôi bảo ôi giá như mà cái người chồng cũ của mình cũng được như vậy. Thế sau đó thì mọi người này kêu gọi là ai có muốn cầu nguyện thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho. Thế là tôi cũng xin lên cầu nguyện và cảm ơn Chúa, thì lên cầu nguyện tin Chúa. Từ ngày đó thì sau đó thì cứ cầu nguyện cho cái người chồng cũ đó 3 năm liền, và cuối cùng thì nói chung là cả một cái quá trình rất là vất vả. Thực sự là cầu nguyện cho những người có nan đề lớn như vậy là rất vất vả. Thế lúc đầu thì anh cũng chống đối, nhưng sau cuối cùng thì cảm ơn Chúa, Chúa bắt phục của anh, tin Chúa. Anh tin Chúa ngày nào anh dừng ma túy ngày đó, cầu nguyện Chúa, mục sư cầu nguyện Chúa cho anh và anh ngừng ma túy ngày đó. Đến nay là được 11 năm rồi. Không những anh ấy khỏi nghiện ma túy đâu, anh còn trở thành người rất tốt. Và anh ấy đang là người giảng dạy tại một hội thánh giải cứu của Chúa ở Hà Nội. Là cái Tết năm Tết âm lịch năm 20 tức Tết âm lịch vừa xong ấy. Tôi mới ra Hà Nội, ra về nhà. Tôi đang ở Vũng Tàu mà, nên tôi mới ra Hà Nội. Tôi ra Hà Nội vì ăn Tết của mọi người thì tôi bị Covid. Thế mọi người cũng bị Covid, tóm lại là tôi bị rất lâu. Tôi không có khỏi, và lúc đấy là tim nó xuống, nhịp tim nó xuống đến mức mà phải đi cấp cứu rồi. Người ta cảnh báo là tám mấy là phải đi cấp cứu rồi đó. Thì tôi cũng sắp được phải đi cấp cứu rồi, tôi rất là lo lắng. Tôi chưa biết mục sư gì, tôi chỉ nghe trên mạng những cái bài cầu nguyện. Và lúc đấy Chúa mới nhắc nhở tôi là hãy tức là cái bài cầu nguyện quyền năng này, cái bài những bài cầu nguyện đập tan ma quỷ thì tôi đã được biết ở trên mạng cách đây độ khoảng hơn 1 năm rồi. Cái lúc mà tôi bị suy yếu về tim như vậy ạ, thì Chúa mới nhắc nhở tôi là hãy cầu nguyện cái bài đó, hãy dở cái bài ra mà cầu nguyện. Thế tôi mới dở cái bài đấy ra cầu nguyện. Thì cái lúc mà cầu nguyện đến cái mục sư cầu nguyện là hãy chữa lành, hãy cầu nguyện để cho tất cả các bộ phận trong cơ thể, nhắc đến tim, đến phổi, đến gan, đến các thứ đấy, đại ý là nội tạng trong cơ thể, xương cốt, các thứ, máu, các thứ. Thì có một câu là cái bệnh tim, thì tôi nhận cái điều đó cho tôi và tôi bảo đây chính là cái lời cầu nguyện cho mình. Cái lúc mà tôi không thể cầu nguyện được theo nữa, tôi đuối đến cái mức độ là thường là mở cầu nguyện ra và tôi cầu nguyện theo, nhưng lúc ấy tôi đuối sức quá thì tôi không cầu nguyện theo được nữa. Nhưng khi nghe mục sư nói là hãy chữa lành cái bệnh tim cần phải được chữa lành, thế là tôi nhận cái điều đó cho tôi. Và sau đó tôi đi từ tầng thượng tôi xuống được tầng 1. Trong mục sư trong cái bài đã cầu nguyện ấy, mục sư nói là hãy cầu nguyện liên tục cho đến khi nào anh chị em được lành thì thôi. Thế mà tôi cứ làm theo như vậy và tôi cầu nguyện liên tục trong 3 ngày, và cảm ơn Chúa sau 3 ngày tôi được chữa lành hoàn toàn, không còn bị Covid và không còn bị tim, cho đến bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có cái di chứng gì của tim hay là của Covid cả. Qua Chúa cho mục sư cũng như ở đoàn của các anh chị em trên Sài Gòn xuống đã khích lệ chúng tôi rất là nhiều, và đặc biệt hôm nay đến đây để giải cứu thì lại về cơ bản là 4 chị em, và 4 chị em đều nhận thấy cái quyền năng của Chúa trên đời sống của mình rất là nhiều. Cảm ơn Chúa vì điều đó, xin Chúa cứ sử dụng 4 chị em ở cái Vũng Tàu này có cái sự hiệp nhất. Chúa nhắc nhở tôi trong cái tấm lòng tôi rằng Chúa giải cứu cho chúng tôi không phải để cho chúng tôi một mình chúng tôi được giải phóng đâu. Có một cái sự nhắc nhở trong lòng tôi là Chúa có chương trình tiếp tục cho chúng tôi. Chúng tôi được giải phóng để chúng tôi được mạnh mẽ và để chúng tôi hầu phục Chúa, chứ không phải để giống như chúng tôi chỉ nghĩ đến cái phần của mình nữa. Tôi không biết là sau đây sẽ hầu phục Chúa về việc gì, nhưng mà trong thâm tâm tôi vào cái lúc đó thì Chúa nhắc nhở như vậy. Để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.